Bây giờ mình đến cái bước thái màu của bệnh đại sụn. Đầu tiên là cái hộp màu. Cái hộp màu thì như vậy là mình biết rằng là nó là nhiều cái cửa sổ lúc này nằm trong đó. Thì mình suy ra là gì? Nếu mà cái hộp màu mà mình nằm quá sâu là không có lợi. Ok, trực tiên nó cũng nghi nghi đâu. Bây giờ, như vậy thì cái đầu tiên là cố gắng đọc đặt cái hộp màu càng lâu càng tốt. Vậy thì đáng tiền thì nó dạ cái này cái vị trí giải phóng cái gì vậy, làm sao mà em đặt nó vị trí nó nằm sâu như vậy thì ta ai thể hiểu ý không, thì đâu có nó không có vấn đề gì hết. Vấn đề là khi mà cái cấu trúc cảm giác của mình nó nằm quá sâu thì mình phải xoay trở làm sao đó cho nó nằm sâu. Đây là hình dung đâu, ví dụ như tôi cảm giác là mình cảm với tiếp cận cái đề đầu nhỏ một chút là sao thì tôi thấy nó nằm đâu, trong khi đó cái đề còn mình không thì nó nằm sâu thì tôi sẽ cảm thấy cái gì hình dung hoặc là mình siêu âm vào bầu cái quả địa cầu như này mà thế giới mình tiếp cận như này mình thấy cấu trúc nó nằm sâu quá thì mình qua nước đây đó, đó là như vậy. Cho nên là mình cố gắng mình để làm sao cho cái cấu trúc mình tự cảm giác nó nằm đâu để cho cái hộp màu mình cảm đâu rồi. Cái thứ hai rất là đơn giản, cái này mình nói rồi, cái kích thước nó vừa đủ bao trùm cái cấu trúc mình cần cảm giác thôi. Bây giờ, rồi, cảm ơn, các bạn đã theo dõi rồi. Như vậy thì, mình không có nên chọn cái hộp màu to như thế này, chọn cái hộp màu nhỏ như thế này, không nên đặt sâu vào như thế này, nên đặt đông như thế này. Đó, vậy thứ nhất là hộp màu nhỏ, thứ hai là đông. Đầu tiên cái như vậy thì nó sẽ gia tăng cái tần số của mình gây ra. Rồi, cái kích thước ở đó, thì ngày xưa khi mà tôi đặt cái đề về cho lúc này tôi có được học với tôi nói, cho nên là khi tôi đặt nó thì cũng tẩu quả cho nó. Người ta nói là cái kích thước nó chiếm 1/3 tôi đặt nó và đặt thì rất là mạnh đó, mình dùng để nâng cấp và bò vậy đó. Ok, ra về sau này nó sẽ là nó tùy thôi. Với cái cảm giác thể mặt và các động mạch nhỏ thì mình phải để cái cửa sổ để hết mình dùng nó. Và bởi vì mình biết là thông thường cái máy nó mặc định cửa sổ khoảng chừng 2 mm thì những cái đặc phóng nhỏ đó là cái gì thấy là được đến từ 1 đến 2 mm thôi, không có nhiều. Thì mình cố gắng mình mở cái cửa sổ hết đường để mình lấy cái chuyện của nó. Còn đối với hệ mặt nhập cảnh nó chặt nó thấp cho nên mình phải mở cửa sổ tối đa để lấy hết cái chuyện của nó. Cho nên là đây là cái động mạch lớn và đây là một cái động mạch nông nó nhỏ hơn thì tôi để cửa sổ đây là một cửa sổ hiện tại như thế này nó lấy hết cái đường mạch máu cái thứ nhiều rồi. Nó có hai cái điều ước bắt buộc là mình phải lấy toàn bộ cái thước về dòng chảy rất là đo cái lưu lượng dòng chảy qua mm, tức là bây giờ người ta hay là những cái lọc thận chúng ta không biết gì đó là cái độ rò giữa cái động mạch quay và cái tĩnh mạch đó. Tại sao vậy? Tại vì để vì người ta cắm cái khi lúc đó thì máu nó không đủ áp lực tức là thành cái chỗ nhỏ và tĩnh mạch mà không người cố ý thành lên để mà làm cái chạy vận động chúng ta đó. Thì một cái biện pháp mà người ta đưa thì là cho người ta đo cái lưu lượng dòng chảy qua cái mũi nhé, bởi vì mình làm mình xài thời gian và cái chỗ nhỏ mình sẽ có vấn đề nó nhiều nhất á, hoặc là cái nó bị đặc tình, nó bị cái khối vân vân rồi cái lưu lượng dòng chảy đó phải đo cái lượng dòng chảy qua tim nhé. Và cái thứ hai nữa là một trong những cái bệnh lý mà hay gặp ở nhà, tức là nó suy tồn tại mạch não của những người hay bị nhồi máu, tức là suy giảm cái mạch á. Thì một trong những cái lý do là cái tồn tại mạch não sau có phải thì mình đo cái lưu lượng tồn tại mạch não bằng cách là đo cái lưu lượng dòng chảy của hai cái động mạch cột sống này này mình cộng lại với nhau. Thì những cái trường hợp đó bắt buộc là như này đó. Ví dụ như đây là người ta đo cái lưu lượng dòng chảy qua cái mũi nhé,
thì máy là nó, cái này là phải đo đáng từ đầu công việc, tức là mình chờ cái thông số trên máy rồi mình làm đúng yếu tố kỹ thuật, cái gì nếu mà cái cửa sổ đó đang mở tối đa chiếm hết cái tầm mặt này, cái thanh điện đó này nó rụng nó dùng làm đẹp này, cái đó nó ra này sáu cái đầu này, và sau khi mình lấy được cái bộ đèn như thế này đó, thì tôi bước tiếp theo là tôi phải đo tay cái đường kính của cái dòng chảy rồi máy nó sẽ hiện lên cái lưu lượng là 413 ml/phút. Nhưng mà phải đúng kỹ thuật, đó là cái lưu lượng đo lưu lượng coi nhẹ, hoặc là đây là cái đo lưu lượng dòng chảy qua động mạch cuộc sống này. Cái gì đấy là lúc này tôi mở cửa sổ này là 30 mm cửa sổ này, tôi đo lưu lượng dòng chảy ha, thì nó sẽ cho ra lưu lượng, thì cái lưu lượng dòng chảy của cái động mạch cuộc sống ở bên phải là 130 bên trái là 120 ha, tôi học là người ta là cái lưu lượng đó. Còn người ta cũng quy ước luôn là đo cái lưu lượng dòng chảy của động mạch máu sống phải đo ở V2 tức là cái lượng mà cái động mạch máu sống nó chạy dữ lượng từ cái mô này. Rồi cái này thì bài vừa mới học những cái bài là một bài tập chống những người nào kỹ hơn. Rồi đối với khảo sát cái động mạch lớn thì nó tuân theo cái quy luật là 1/3 đường kính mạch máu và 1/3 dữ lượng động mạch. Thế nhưng mà khi mà cái mạch máu lớn bị hẹp, ví dụ cái động mạch mạch trong nó bị hẹp, thì lúc đó cái kích thước chỉ dùng thông thường là 1 mm thôi, đó là khuyến cáo mới nhất của các tác giả và sông tên trong cái danh sách 6 tuổi thọ. Thì bây giờ mình sẽ coi một số cái gì thấy rằng là đây là một cái mặt cảnh chung đó, được cái cầu kính sẽ bằng 1/3 cái đường kính của động mạch cảnh chung từ 6-7 à, từ 6-8 đến 8 là trong trường hợp này thì nó nhập theo cái cửa sổ này nó mức là 3 mm. Còn đây là một cái chỗ hẹp ở cái động mạch cảnh trong, vấn đề đấy là cửa sổ nó đẹp khoảng 1 mm thôi, đường kính thôi ha, và cái thân này này ha, nó trùng được cái góc tối đa này là 45 độ. Đối với túi rốn, tức là trong cái đốt đèn sản phẩm thì cái cửa sổ nó bao gồm, tại vì nó là cái túi rốn các bạn cũng sẽ dễ hình như vậy. Cái vị thường nó không có lấy được cái mạch máu riêng biệt đâu, đặc biệt là nó lấy cả hai. Ta đọc mặt tầm mặt thì thông thường lấy luôn cả hai. Thì mình sẽ thấy được một cái bộ động mạch riêng, cái bộ động mạch riêng. Và nhiều khi nó phát hiện ra những cái điều bất thú vị, đôi khi mình thấy được cái hệ thống tập. Và nếu mà làm đốt đèn sản thế là cái đặt cái này là thân. Dạ. Bây giờ tôi đề cập đến cái gốc rễ xung năng cắt giảm. Dạ. Như vậy thì để đo đạt tốc độ chạy thì bằng gốc rễ xung thì điều đầu tiên bắt buộc là phải thực hiện cái năng cắt giảm, và nó chỉ có giá trị khi và chỉ khi mà bạn hai cái điều kiện là cái gốc tối đa nhỏ hơn bằng đó, nó phải biểu hiện được cái đường chảy. Cái điều này tôi sẽ nhắc đi nhắc lại là bởi vì tôi nhìn lại cái hình của một số bác sĩ là hồi năm 2020 cái sai của qua anh chị em, cái hình cũng đã được cho anh chị xem cái điều này. Thì như vậy thì cái gì thấy rằng là với một cái hình này, cái hình này, cái thanh này nó phải biểu hiện cho đường chảy, cái góc tối đa này nhỏ hơn 60 độ, thì lúc đó cái chỉ số histolytic em giá của bên này bao nhiêu tiền? Dạ. Đây là cái dòng chảy lớn thì mình có thể dùng cái đốt đèn xung mà cũng cần mở. Còn đối với chỗ hẹp bệnh lý như thế này, các chị thấy là đây là cảnh chung, đây là cảnh trong, cảnh ngoài mà người có thể nhận. Thì các chị thấy được là lúc này nó không có song song cái thành mặt nữa, mà mình phải chỉnh và làm sao mình nhận biết được động mạch chạy cái đốt đèn màu. Đốt đèn màu mình thấy nó adrenaline theo cái hướng nào mình biết được cái động mạch chạy. Adrenaline cao. Bây giờ thì đây là một cái hình minh họa, và cái giờ mình thực tế người ta làm thì người ta sẽ vẽ theo cái hướng cái động mạch chạy như thế nào. Như
cho ra một hẹp là 29%, cho đó là dầu 29%.
ra. Về thì đấy thì lấy cái nào thì bắt buộc phải lấy một cái ngang khi làm hồ sơ lên tập. Thế nhá, và như vậy thì để biết cái mặt hồ sơ này thì đầu tiên mình có cái tài mẫu để giúp. Như vậy cái nốt tài mẫu bên mặt ngang là cũng cần thiết chứ không phải là cần thiết. Cái hệ thống mặt cũng vậy. Thì ví dụ như cái mặt này để đánh nhập thì mình thấy cái tình mặt này nó cảm màu rất là đẹp đúng không, nhưng mà mình nhìn thì đánh cái này nó ủa sao cái này nó có cái độ đây chỉ là cái bộ phối này nào. Và như vậy thì cái lát đầu tiên mình cảm nhận cái này mình cho cái hình này và bây giờ mình cắt lát để mình cắt dọc bây giờ thì nó cũng dừng như cái chương luôn luôn là cái gì này cái gì đúng không, mình nhìn như một cái gì có thể mình chết à, luôn luôn là cái này thế nhưng mình biết là về mặt kỹ thuật á cái đầu nhỏ thì ta cắt ngang thì cái gì thấy cái đầu nhỏ cái góc cũng ngang gần như đó mà mình đúng không, đúng không đó là điều đó đúng không, thì mình sẽ để nguyên góc giống như mình cắt ngang cái đầu vậy đó. Đó vậy thì cái gì đấy là nếu để nó cho ra này coi như là nó có đèn và nó còn cái đầu nó không có kiểu có đèn như vậy thì mình làm sao thì cũng mình phải ăn gian một chút mình nghe cái đầu nhập đúng không, nhưng mà nếu mình nghe nhiều quá thì là cái mạch máu nó ra trong bộ đường đúng không, thứ nhất và cái thứ hai là cái góc có đèn đúng không? Và cái thứ ba là mình không có điều chỉnh được cái chặt điểm đó. Cái gì như đó, từ cái thân nó tiếp tục tiếp tục chạy và trong cái đó mình để cái đầu dòng như này là biết được điều chỉnh được. Vậy thì cái này mình nhận biết giúp nhận biết màu và dòng chảy tức là ranh giới giữa cái chặt mặt và cái dòng chảy thôi nó cũng giúp mình đo đạc tốc. Rồi, thế bây giờ đây là vấn đề chung để ta cắt ngang. Rồi, rồi đối với hệ cắt mặt thì đôi khi cần để bởi vì khi những cái mạch máu nhỏ đó mình trên nó cắt ngang dễ xác định hơn trên nó cắt dọc thì lúc đó sau đó mình cho vấn đề số bộ thì ngoài có bị tắt hay không thì ok coi mạch máu tắt hay không thì ok mình thấy trên nó cắt ngang mình thấy đây một cái đống lửa cái gì cái sáng là nó tối sáng là tối cái đó là cái mặt của mà được cho cái cửa sổ vô thì nó có cái cổ thì cái này là nếu mà mình đo tốc là nó không có giá trị nhưng mà mình nhận biết à đó là cái mặt còn không ok không giá trị cái gì vô đâu rồi đây là cái động mạch chạy sau ở bên phải và cái động mạch sau bên trái cái lỗ đen ha à, và khi mình cho vấn đề xung đột cái lỗ đen thì nó quay trở lại lên như vậy là đối với hệ mặt đối với xung đột là cắt ngang thì giúp xác định là nó tắt thì được rồi à, một số chỉ số đối với xung nó không phụ thuộc vào góc lỗ đen ví dụ như các chỉ số ví dụ như cái resistance index là cái chỉ số kháng FVI là resistance index là chỉ số đạo cái FVD ratio là Cisco trên Fiasco ratio là chỉ số giữa cái tâm thu và tâm trương thì ba cái chỉ số này dùng rất là nhiều vấn đề sản phẩm thì cái này nó là không phù hợp vào vấn đề cho nên là chỉ cần lấy cái bộ nó có mặt là được rồi thành ra là đối với làm vấn đề này mình đang gian cái ví dụ này à, nếu mà không cần thì à, không cần thì cái tốt không nhảy gian rồi à, ví dụ như là à, đây là một cái vấn đề đặc mạch từ cung ở một cái thai 13 tuần hoàn các chị thấy cũng là đây là đặc mạch dọc đây là cái đặc mạch từ cung và tôi để bởi vì nó không có quan tâm. Thế thì vô ra và
tôi có một cái phổi như thế này thì là máy thì nó luôn nó đo cho mình cái này, nhưng mà cái này không có giá trị x và đến n giá và đến không có giá trị, mà cái pi cái a cái x và đến cái này và cái này có giá trị, cái gì luôn đó cái này mình bỏ và mình lập ra là các không có giá trị đó. Rồi cái đó này luôn trên các tác nhân không cho phép lo ngại tổng thống nhập chạy vì mình không có biết điểm số đó nó đang cũng như không biết cái thành viên đó. Cho nên bây giờ tôi trở lại cái hình lúc nãy, một trong bốn cái hình đầu tiên tôi nêu ra thì đây là lát tác ngang của bên là biết phương pháp một mặt cảnh trong người cả mà phải khác mặt cảnh trong tốc x và đến e giá và đến rời sang bên đây là phải có ba cái chỉ số đó. Thì như vậy thì cái này mình cho cái rời sang bên đây cái này chấp nhận được bởi vì nó không có vấn đề, nhưng mà cái x và cái e thì hoàn toàn vô giá trị. Các chị hình dung không? Mặc dù là cái thanh bình đó này cũng có nè, nó còn có một cái vấn đề mà sống cái lờ này, nhưng rõ ràng cái này nó phải dùng dòng chảy người là điều khiển máy, máy không có điều khiển. Cái gì đúng không? Đó. Và đây cũng là một cái hình này tôi lấy cũng mới lâu lắm thôi, anh chị 17 tháng 2 năm 2016. Tức là cũng gần đây lắm, của một cái người làm 2% trong cái. Đúng hay sai các anh chị? Đó, chỉ có cái rê sẽ là cái sự chứng nhận, còn cái vật chất dòng chảy là sai hết. Rồi, với hình mặt thì là đối tượng xung được sử dụng để đo thời gian trọng lực và cái này là không quan tâm đến ít em là của ít cho nên sẽ xem như thế này. Theo cái guideline, theo cái guideline của một lô đốc cái hệ thống của bên dân đó thì người ta đưa ra cái guideline thì người ta khuyến cáo là đối tượng xung cần thực hiện trên đây có thể mặc luôn. Thế nhưng mà mình nên nhớ rằng là về nguyên lý tốt đẹp thì được phép làm cho ta như này, vì làm cho ta như này dễ nhận bị hơn. Thì ông Kinari này là một cái tác giả nổi tiếng về phương pháp máu ở Mỹ và ngày sau từ New York trên một cái tài liệu của trên media cái tài liệu nổi tiếng của 2004. Ông này là một tác giả có sáng khi mà không cần đo đạc cái thứ hai là một cái tác giả châu Âu là cái Mendela này trong cái mà năm 2014 giờ cũng những thực hiện cũng là xung trên đó đó. Như vậy thì theo quan điểm của tôi về cái này thì người ta khuyến cáo đối với xung của chúng ta cũng thực hiện trên đó giờ. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì vẫn có thể là trên đó này. Như vậy thì mình hiểu hết vấn đề là cái nào được phép cái nào không. Rồi bây giờ đưa câu hỏi đồng tập là mình chọn cái góc vấn đề nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ hay là cái góc vấn đề bằng 60 độ. Câu này nghe hơi vô lý ha, thì cái gì được nhỏ hơn bằng 60 độ thì giờ mình sẽ không đơn giản. Mình có hai cái đường phải để góc vấn đề rồi, có hai cái đường thái và lấy góc vấn đề xuống. Cái thứ nhất là cố gắng lấy góc vấn đề nhỏ nhất có thể, tức là nhỏ hơn không được. Tu điểm là gì? Là chỉ biết rồi. Cái góc vấn đề càng nhỏ thì càng được thành công. Không biết càng nhỏ càng được thành công. Cái nhược điểm là gì? Tôi làm rồi là càng tu điểm phải. Tôi lấy cái góc vấn đề nó cũng làm đầu. Tôi làm như vậy là sai số bên phải và bên trái là không như nhau, đúng không? Kỳ số vận tốc là có sai số, nhưng mà vấn đề bên phải có lấy 45 và bên trái có lấy 60, tức là cái thằng 60 nó sai số nhiều hơn cái thằng 45, đúng không? Thì hai cái vận tốc đó
làm rồi có kim nữa, năm sau ở đây cũng tốt, quay trở lại mình làm. Lần này á mình làm lấy cái lốt có vẻ nó 20 đô, rồi sau mình lấy được 45 đô, rồi sau mình lấy 60 đô, đúng không? Mặc dù đều đúng đấy đó. Thì như vậy là cái thêm một cái nữa là cái tỷ số piscicolis giữa cái cạnh chung và cạnh trong hết gian kề, tức là nếu mà cái cạnh chung để 60 độ và cạnh trong để 45 độ, tức là sai số giữa cạnh chung và cạnh trong không như nhau, thì cái đầu tiên là tất cả mọi người cái tỷ số giữa cạnh chung và cạnh trong lý do là như thế nào? Thông thường là một cái hẹn trong bệnh cảnh là nó hay bị là cái gốc của cái động vật cảnh trong. Bây giờ thì nếu mà cho nên người ta so sánh á, là người ta so sánh giữa cái tình chung là cái chỗ bình thường và cái chỗ nó bị hẹn, thì người ta tính giữa cái bình thường. Nha. Thì hai cái điều đó là mà cùng một cái gốc đó nè, thì so sánh được. Nhưng mà khác nó có thể sai số nó không như nhau. Đó. Thì như vậy thì khi mà mình dùng cái góc cố định 60 độ thì như thế nào? Cứu là nó có một cái chuẩn. Như vậy là mình làm cạnh chung cũng sống hơn, cạnh trong cũng sống hơn, cạnh ngoài cũng sống hơn, bên phải sống hơn, bên trái sống hơn, bệnh nhân này sống hơn, bệnh nhân kia sống hơn. Như vậy là sao mình quên này. Và cái thứ hai là cái biết cái radio cái từ trên góc giữa cái cạnh chung cạnh trong nó có giá trị hơn thì nó sẽ được như nhau. Cho nên rằng là có những cái máy phù hợp là những cái cơ sở là nó có cái nút gọi là nút này rồi, tức là khi mình nhấn cái đó thì tự động nó ra cái góc 60 độ luôn. Cái gì hình không? Nhấn cái đó là ra 60 độ luôn thì tôi làm rất là khỏe. Lúc đó tôi không có thay đổi góc lúc này thôi, chỉ điều chỉnh cái chỗ kia có thể xung được sao cái chuyện trong ra để cho nó vẫn là cứ nắm sống cái đầu và điều chỉnh sao cho cái thành nó trùng với cái thành này à. Dạ à, vậy thì có người nói như vậy thì nếu mà biết là một cái góc cố định nó cứ điều chỉnh thì cái góc nhỏ 60 độ đi đúng không, 45 độ hay 50 độ cái gì như thế nào rồi. Còn một ông nghiên cứu làm cái đề này ổng mà khoảng gần 100 bệnh nhân hẹp động mạch cảnh trong thì là ổng cho hẹp tốt với hai cái góc cố thể, là đầu tiên là ổng làm cái góc cố thể 60 độ và lần thứ hai là ổng làm cái góc cố thể 45 độ, đúng không? Rồi thì ổng thấy rằng là cái điểm số vận tốc piscicolis và endiatolis ở góc cố thể bằng 60 độ cao hơn khi mà cái góc cố thể nó bằng 45 độ. Cái góc cố thể nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái đo đạc này có thể thực hiện được ở tất cả các bạn nó với cái góc cố đạc là bằng 60 độ. Nhưng mà có 5 trường hợp động vật cảnh trong và 11 trường hợp cảnh chung không thể đo đạc với cái góc cố đạc là 4. Bởi vì mình biết rồi, những cái bạn nó này là nó gần như song song với cái mặt cửa. Mình lấy được cái góc cố đạc 60 độ thì khi mà vòng cái chạy là cứ đừng nói là cái nó đó anh gì hiểu không? À bởi vì sao lý là ở đây đấy mà tôi làm cụ thể thì các chị mới thấy vì vì nó là nó có thể dễ dàng thực hiện được ở bề mặt cạnh cái góc bằng 60 độ và cũng vì cái góc đốt ra 60 độ được sử dụng rộng rãi ngày nay, cho nên là cái tác giả này nâng cao là cái sử dụng góc đốt ra có thể trở thành tiêu chuẩn kỹ thuật. Thực tế thì sao? Trong khi chưa có sự tổng hợp thì mình phải làm tổng như thế này nè, mà tôi chưa thấy ai làm điều này cả. Là người ta phải liền nghe cái bài này nè, tôi chưa thấy ai làm. Tức là ví dụ như cạnh chung thì xong cái đó, rồi cái cạnh trong, cái cạnh giữa 4 cái đó, rồi cái đó cạnh gốc sâu 54 độ, đây là bên phải.
và bên trái thì cái động mạch cột sống này nó là 59 độ, tức là cái liên kết cụ thể cái gì hình dung không đó. Và khi các bạn báo cáo ra là nó phải có cái bạn gì đấy, tức là cái vật tốc đó ứng với vật tốc cốt đen nó bằng bao nhiêu độ đó, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liệu cái gì có động tâm để là khảo sát của liên kết tiếp in the name of the
rồi sau đó mình cầm nó lên phục vụ thì cách như thế. Đây là cái động mạch về sau. Thì các chị thấy rằng là đối với động mạch về sau đó là động mạch viên tư dùng rồi từ đầu một cách thì các chị dùng ngạc nhiên bởi vì những cái thằng tay nó bự lắm. Khi mà máu nó làm quá sâu rồi bắt đầu chảy vào cái động mạch khác thì nó không có được ngạc nhiên nhưng nó thoát một cái gì được cái gì cũng đó. Thì cái động mạch về sau này đúng không?
trùm tiên mà nó cho cái xương siêu màu này là nó xuyên mấy cái đầu nói to hai cái đầu cái trùm tiên mà cảm giác nó xuyên bằng bao nhiêu đầu bằng cái gì ha và cái đấy thì là cái đấy là cái máy nó kiểm từ điểm nghiền tổng cộng bao nhiêu đầu nhưng chưa có hơn được. Cái gì như vậy chưa? Như vậy là đây là để có được cái bao nhiêu thế thấy chưa? Thấy được 60 đồng là từ đi gấp 7 rồi và như vậy tôi nhắc là khi mà các bạn có như thế này cái gì thấy không? Cái hình này là đô đô là một hình sai mặc dù nó được cho các chỉ số đạt và cho các chỉ số đạt và nó không có ý nghĩa cái đó ông đề nó là 60 đồng nhưng mà cái thanh để mà một cách người ta dùng những vật có chân là người ta ép cái mặt máu một bên cho nó máu nó không có song song mà hồi chặt được đó có được cái thành tựu của có vấn đề sống rồi cái này ổn okay. Và cái thứ hai lại cái vật cũng là mặt máu được song song đó nghiêng cái lúc đấy không nên bị động đó cái này bây giờ và giờ tôi sẽ tính lại một lần cái hình này là cái trùng đi trắng đen nó mua gốc và cầu dòng cái trùng đi lúc đen màu nó đi xin 20 đồng lúc đen xung đi xin 20 đồng đúng không? Và cái hình này trắng đen mua gốc lúc đen màu đi xin 20 đồng và lúc đen xung đi xin 20 đồng thấy chưa? Rồi nếu mà các người nào đến đây mà một cái hệ là tạo hệ một trong những cái mà trẻ sẽ nhắc các anh chị là đấy bốn cái đầu tiên là đây mà cái gì phát hiện được sai là thì kiểm là còn nhớ bạn và nếu mà không biết cái hình là sai thì không đây nhá chứ đừng có làm cái hình mà ngồi đồng nghiệp của mình người ta nhìn người ta cười không vì bởi vì người ta thì bây giờ mình điều chỉnh tránh hình của tổ hợp bây giờ bạn nào ông bạn đầu tiên là chỉnh hình được này các chị thấy cái hình này á là nó bị cắt cụt là nó bị cụt rồi thì mình thấy ở dưới nó có một cái phần trời bao la này đúng không thì bây giờ mình điều chỉnh cái bên hai thấp xuống thì bao nhiêu mình có cái bộ đồng bè bây giờ dạ cái hình này á mình thấy nó bị cụt bị cụt bực bực này mặc dù cái lòng bàn tay nó bình thường thì mình thấy là do cái hàng của độ mòn nó sai nó không nằm ở giữa nằm lề thì mình điều này cho nó tương đối cái thứ hai là mình tăng cái kia này tức là tăng cái scale tăng cái hàng tốc độ thì nó sẽ mất theo ví dụ như cái này thì từ bình thường là thì cái này cái kia này là 2.1 mình tăng lên 4.6 ok nhưng mà mình tăng được cái bộ nhỏ xíu thì nó không có lên rồi khuyến cáo người ta nói là cái bộ của mình nên chiếm khoảng 3.4 là ok bởi vì cái hình của mình nó càng lớn nó càng đẹp còn khi mình cho cái hình nhỏ xíu như này là nó tăng luôn rồi à, thêm một cái là các chị lưu ý được là cái hình này là cái hình 3.1 và tôi phân tích một cái một và chúng ta chia sẻ cái bi này là B1 này nó đang dùng B1 là con nước này cái tần số đầu dòng của B1 lưu ý nha rồi cái CS này là cái color này tức là cái siêu màu tần số của cái siêu màu là 50 tôi nói rồi đồ dầu nó là 3.1 nó hoạt động riêng lẻ với nhau cái tần số trên tấm đèn là nó hoạt động 12 màu là 50 cái pi rẻ của màu là 2.1 đó. Và khi nước đều tần số sụt cái tần số lúc này sụt là 4.1 qua cái hình này sau khi điều chỉnh thì các anh nhìn thấy rằng là cái tia rẽ của màu là 4.6 và cái tia rẽ của số là 9.5 như vậy là ba đầu dòng khoảng độc lập nhìn từ lý nhân độc lập với nhau với nhau
rồi có cái là người ta đề nghị là người ta giảm cái đèn ta ép giảm tần số đầu dò, thì ví dụ như đây cái đầu dò tai nghe thì nó bị chuyển sang cái đầu dò tai mắt nó bình thường à, ok giảm tần số đầu dò nó bình thường. Thế thì giờ cái đầu dò đa tần số thì bây giờ đầu dò bây giờ đa tần số mà mình nói là bây giờ giảm đó. Mình thấy cái hình này nó bị tổn thương và mình giảm cái tần số đó, cái này là 12 mươi hai giảm xuống 8 mươi hai vẫn bị tổn thương. Lý do là sao? Tôi nói lúc nãy rồi, mình để ý cái màu cái xung cái này nè, xung cái này là bao nhiêu, cái vì đứng đều này là cái vì nhà này nó là nằm đúng nào, đúng không? Số này sau khi mình giảm tần số xuống từ 12 giảm xuống 8 cái gì nhé, và cái tần số đầu dò ở cái đốt đề xung này là 52, trong khi đó sau khi mình giảm từ 12 xuống 8 thì cái tần số đầu dò sẽ đốt đề xung như thế này là 5, tức là cho đến bây giờ chỉ còn có chỉ dám nói cho đến bây giờ là chỉ còn thôi, thì cái giảm cái đầu dò ra tần số của mình là chỉ cho cái này có gì phức tạp không? Cái tần số tại sao ngày xưa cái thời là con nhà chưa ông thì nó có một cái câu có phụ luôn, tần số đầu dò là cố định không bao giờ thay đổi được, đúng không? Nhưng mà đến giờ là ta thay đổi được, ta có đầu dò là tần số, đúng không? Nhưng cái tần số đó là thay đổi trên các đèn thôi, chứ còn màu và xung không có thay đổi. Hình dung ra chưa? Thành ra là cái đầu dò này, đầu dò nó ra sai tôi giảm, tại vì lúc này tôi nói là tôi chuyển từ đầu giờ là nhiều qua công tác này thì tần số nó giảm xuống để tránh cái hiện tượng nữa, thì bây giờ tôi đặt ra câu hỏi là bây giờ cái đầu giờ tôi đã ra tần số để tôi giảm tần số xuống mà nó có tránh được hay không, thì giảm xuống là nó không tránh được. Lý do là mình giảm tần số đầu giờ thì nó chỉ có ý nghĩa trên xương cánh đèn thôi, tức là từ 12 giảm xuống còn người ta nhưng mà đó là ngắn đèn, còn cái đốt đèn màu và đốt đèn xung trước khi tôi giảm nó là 50 người ta thì sau đó nó vẫn còn đi giảm tức là có ý nghĩa, tức là không giảm được cái tần số của tôi đây cho đến bây giờ còn của bạn năm là có tất cả đồ đồ đồ. Rồi nhưng mà cái đốt đèn thêm cũng rất là tờ, bởi vì nhiều nhờ nó mình mới biết được cái độ đẹp của mình và cam thì phải cho một cái cửa sổ với tốc đèn một cái chỉnh cái hành trình tốc và rạp khi giờ mình sẽ điều chỉnh cái hành trình màu các nhìn thấy là cái máy vô mình dùng những thứ đó, bây giờ cái hành trình tốc màu đó, là nó đủ tiền cái khả năng sản xuất trung bình dần dần, nếu mà nói nó ra là cái dòng chảy mà còn tốc cao thì cái nhanh tốc độ màu sẽ cao. Tôi nói ví dụ giờ mình cảm giác còn mặt bằng thì là thông thường cái vận tốc dòng chảy tối đa của cái dòng phản ứng chung là khoảng chừng 100 lên thì là cái nhanh tốc nó nhận biết một dòng chảy của mình và tốc của mình thì cái nhanh tốc thông thường là 40 máy được là nó sẽ xét như vậy, còn cái dòng chảy mặt thì nó thấp hơn. Ví dụ như tôi cảm giác được mặt thường là chỉ có 10 năm thấp hơn đó, như vậy là dòng chảy và tốc cao thì cái thanh của một cái tốc cao và dòng chảy thấp là thấp à. Mình điều chỉnh như thế nào, muốn tăng cái thanh của một màu này thì mình tăng scale và tăng cái kia này, mọi người là giảm thì mình giảm cái scale này, bởi vì nếu mà mình làm không đúng á, nếu mà cái nhanh tốc độ màu quá thấp so với cái vận tốc của mình dòng chảy thì toàn bộ cái dòng chảy nó sẽ bị tăng lên đó, sẽ sang thôi. Các chị thấy rằng là đây là một hình ảnh chung, cái vận tốc của nó khoảng chừng 100 và cái vận tốc trung bình bình thường là 40, mà trong khi đó tôi để 9 cm trên giây
tư màu trắng đẹp đấy. Thế vậy mà tôi để quá thấp thì lúc này nó ra đây, nhưng mà nếu mà tôi để lên trên một cặp thì lúc đó nó sẽ bị khuyết màu. Và cái này thì tôi bán là có ngành bữa sơ cái gì dùng đâu, thực ra là cái này do quá cao là nó khuyết màu luôn. Có người nào đi ăn đây thì cho ai có luôn, nó có luôn để được, nó bị cục 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 nó phải qua và được một cái khung đầu tiên của cái này. Ở chỗ là có hẹn nặng thì mình biết được là cái dòng tốc độ dòng chảy rất là nhanh đâu. Vì vậy, tôi sẽ nói vì sao mà cái tốc độ cái chỗ hẹn nặng thì các chị nên nhớ là mình muốn tưới cây nhà đó. Ngày xưa chưa có cái bình xịt thì tôi hay hót cho bằng nước, đúng không? Đứng ở đây này, mình để cái giọt cây như mình hót thì mình nặng, nó phun ra sợ. Tức là khi mình hót, mình làm hẹp cái dòng chảy này thì vận tốc nó nặng lên, đúng không? Nhưng mà tôi thì thấp, còn tôi thì dùng cái khác, theo cái giọt cao quá, cá bóng thêm chút nữa thì nó làm sao? Nó xìu đi luôn. Cá bóng nữa, luôn, đúng không? Bởi vì sao? Khi mà dòng chảy đi qua chỗ hẹp thì nó tiêu hao năng lượng. Nó phải có năng lượng nó mới đi được. Mà qua chỗ hẹp thì nó tiêu hao năng lượng. Qua chỗ hẹp càng hẹp thì nó mất năng lượng càng nhiều. Thì khi mà nó hẹp vừa vừa thì vận tốc nó tăng cao. Khi nó hẹp quá thì nó khi mà nó gần lại thì nó sử dụng luôn. Wow. À, thành ra là khi mà dòng chảy của bài học này nó rất là nhanh, có thể rất là cao, rất là thấp. Cho nên khi mà làm cái tốc độ này thì tôi thông thường tôi sẽ giảm cái tốc độ xuống thì thấp. Bởi vì nếu á mà nó dùng tốc cao á thì là với cái thang tốc độ mà bình thường 40 là nó là Galileo thì mình biết rồi. Còn người cái con tốc độ này nó rất là thấp khi mà nó gần thì lúc đó mình nhảy sang tốc độ một số mình mới nhận biết được dòng chảy cái gì luôn không à. Rồi bây giờ sẽ có một cái ví dụ đây. Đây là một cái mà người ta bị là đắt nhưng mà may là mình có một cái lỗ đỡ đây thì người ta nói à, này có thể là cái cột do mà để cái thang tốc độ màu cao quá 46 là thì nó như vậy. Thì người ta nhẹ nắm cái thang tốc độ màu xuống thì người ta thấy được cái nhận lúc này do cái vận tốc nó thấp hơn nên mình nhẹ nắm cái thang tốc độ màu xuống thì nhận biết nó. Ở cái điều này nó quan trọng đó là bởi vì nếu mà mình chẩn đoán ví dụ như là bệnh nặng trọng mà mình chẩn tắc là coi như không có mổ nữa, còn nếu mà kẹp này thì người ta còn chỉ được mổ hoặc là đặt giá đặt stent. Tức là hai cái nguyên nhân ví dụ như mình nói hẹn nặng gần chắc thì ok nó còn có cái tình trạng nhưng mà mình nói tắt luôn rồi nó không ảnh hưởng hết hai cái đó là một cái khác nhau à. Nói ví dụ đây là một trường hợp các chị thấy lúc này trên cái ten này mình không dám thấy đặt trên cái màu đó thì mình không có thấy cái màu ở đằng trong đó đen ngoài còn màu các chị thấy là mình không có cái gì cái hàng đó nó mỏng bao nhiêu hả 60 cái nó cao hơn. Cái hàng đó mỏng bao nhiêu 15 cái nhân dân cái gì đây nó có một cái nha bây giờ mặc dù nó bị sạch một cái sạch tập về cái giảm cái hàng đó độ màu xuống thấp là nó tương đương với nó sẽ bị sạch trên biển đầu tức là một cái mức nhỏ nó sẽ tạo nên đúng không nhưng mà nhờ cái hàng đó độ màu thấp thì nó bị đúng không như vậy là cái này nó hẹp đang gần đang tiến được ở đây đúng không à. Và luôn luôn mình dùng cái đốt cao su mình xác định là đang nó gọt cái
Dạ. Do vậy điện mạch thì nó có một tốc thấp, do vậy cái hàng nó sẽ bị thấp. Dạ. Cái gì thấy rằng là đây là điện mạch chuyển lớn, là điện mạch khá lớn, cái hàng lớn nhất ở trong cái hàng để ở bên trong cái dây dây rồi. Nhưng mà khi mình để thấp đó, thì nó sẽ bị cái nào ảnh hưởng đến động. Dạ. Đó là nói ví dụ như là đây là cái khảo sát cái tình trạng khoan. Cái gì thấy rằng là như vậy
nhân điểm của nó là làm sách nông thôi theo bác cô. Dạ. À, thật ra mình nói này đâu có tác gì đâu mà mình đổ tương tất cả. Ok. Rồi. Như vậy thì cái gì là cây đèn sáng nó nói lên cái tần số lúc đèn lý tưởng theo độ sâu của mạch máu cực sáng. Thì cái gì thấy là nếu mà độ sâu mạch máu cực nào khác là 4 là 5 là 6 thì cái tần số của cái lớp đèn màu nó chỉ cần 2 đến 3 MHz. Trong khi đó với cái độ dọc 12 MHz thì cái lớp đèn màu lớp đèn sâu nó là 5 MHz chứ nó không có 5 MHz. 5 MHz hoặc cả hơn. Cái gì được không? Đó, thật là cái gì được. Đây là một cái trường hợp tương tự. Cái gì thấy rằng là quá hay mà đến cái lần này thì đâu có chắc nói là nó tắt hay không. Thấy vậy? Rồi thì tôi phải làm sao? Trong trường hợp này thì cô không có tổ đến biết là cho nó cái vấn đề xung vô. Thì nó có một cái phổ rất là tốt. Lý do là bởi vì cái vấn đề xung vô nhạc như thế này. Thấy vậy? Đó. Rồi, đây là một cái trường hợp, cái lần này số sớm này nó nằm ở độ sâu khoảng từ 2 đến 5, gần 3. Tôi làm sẵn nghe, tôi cho một màu không có màu thì tôi coi lại có khả năng có độ màu có thể thấp hay không, có khả năng có độ màu có thể quậy thì không có thể nhận màu. Rồi, nhưng mà tôi cho sự vô thì tổng là cái đốt trẻ xuống nó sẽ nhạy và cái đốt trẻ màu. Về tôi nói với thầy thì tôi nhớ là thầy là từ tầm năm tôi có làm một công cụ tôi là người hay đi học của chú Xuân Vân. Tôi nói một chiếc bánh xe toàn bộ đó tôi làm là máy nó không có tốt lắm. Trên bánh xe thì tôi cũng dám chắc là cái con sống nó có mất hay không, mà tôi làm họ có ngộ ngộ tôi xoay cũng hướng đúng không cách thấy được học cách. Nhưng mà bởi vì mình theo cái thói quen là đầu tiên bánh xe rồi cái màu sẽ được rồi cái gì đúng không, màu không ra là mình lý vô mình xoay cho màu hơn cái dạng nó có một màu xuống cái gì hình dung đâu thì sau này tôi mới biết là cho một cái đầu dòng thì cái màu nó có nhạc nó xuống rồi. À, trong cái trường hợp này các chị thấy cũng là cái ống mật nó sâu thế này nó nằm rất là sâu 4 cm thì cái ống mật màu nó là ống mật nó nằm ở đây mình làm cái đốt đèn màu dạng đến 1 cm trên dây mình thấy sao mình đưa được đọc thì mình đã nói rồi là có thể vô nó nhạy hơn nhưng mà còn bây giờ cái gì là biết được cái nào đó này là học có xung bây giờ cũng có đồ trẻ thì mình nhắm mắt nó không nhắm mắt nó không hả không nhắm mắt nó vậy thì làm thế nào tôi biết chuyện có cái đồ giờ tập mét thì tôi thấy được cái niệm màu kiểu một sự lý do là khi mình dùng đồ dọc một cách thì tần số ánh đèn nó thấp hơn cái độ phân giải nó kém hơn nhưng mà tần số đốt đèn màu và đốt đèn sinh nó thấp hơn so với cái độ phân giải khi cái tần số đốt đèn nó thấp hơn thì nó sẽ nhẹ hơn anh nhìn được không và khi cái bánh phòng nó nằm sâu như thế này buồn sử dụng để cái độ cũng giống như lúc này nếu có một trường hợp mà cái động mạch để sao mà mình còn sâu 4 cm có thể dùng được động mạch đấy bởi vì mình cũng đã đầu đầu thực hiện được và cái gì thấy mạch máu đây nó đi mọc mè như thế này là nó đang đi đâu cái này cái động mạch ở trong đuôi sâu này cái này cực kỳ khó mình làm siêu âm màu mà dưới đây quanh mà không có tín hiệu thì nó nằm sâu quá thì mẹ như thế này ra cũng có mình phải dùng những sụn và sau đó có thể mình dùng những cái đầu dò tầm mét cái gì đó thì rất là đẹp ha rõ ràng là mình sẵn sàng là mình có một con đường có cổ đạo mặc dù có thể không có chi tiết như trên cái đầu dò này nhưng mà trong mình cũng còn buồn à đây là một cái trường hợp cái gì đấy là động mạch về sau này ở bên phải cái gì đó 4 cm này đó cái trường hợp lúc này tôi làm cái cánh hẹn
chỉ nhìn thấy là cái người chơi nó không phù ăn không có đơn giản. Rồi tôi nói là về cái giải pháp tức là gì, khi cái mạch máu nó nằm sâu thì lúc đó cái đầu giờ tự nhiên nó rất là dễ. Cho nên là cái thứ nhất là thay đổi hướng tiếp cận cái mạch máu nó nằm đồng thời. Cái thứ hai là nếu mà không có thống hiệu của nhân hồng thì dùng những cái sụt nhẹ hơn. Cái thứ ba để nói